mến chào quý vị ông bà cô chú trở lại với kênh chuyện ma cùng Thiên Như và mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện thật là thư giãn luôn nha Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện này là như được chị Thu gửi lại cho Như. Hồi trước nhà của chị Thu gần với cái bà này, bà này tên là bà Liễu vào cái giai đoạn đó nhà nước có kêu những người dân sống ở trong cái khu vực mà chỗ nhà của chị Thu nè kêu là di dời đi chỗ khác đi thì nhà nước sẽ đền bù cho nhà nước cũng đền bù cho những người dân thích đáng dữ lắm nghen nếu ai mà chọn lấy tiền á thì sẽ được nhận tiền còn nếu ai mà muốn ở nhà thì nhà nước người ta cũng hỗ trợ một cái khu vực nhà ở xây dựng nên khang trang đàng hoàng cái giá trị của nó còn cao hơn so với giá trị mà cái chỗ ngôi nhà ở hiện tại lúc đó nữa sau một quá trình đền bù rồi những người dân ở đây người ta đã đi hết rồi chỉ còn lại duy nhất cái bà đó tên là bà liễu bà liễu sống cùng với gia đình của mình mà nhiều lần ở trên chính quyền người ta xuống kêu bà liễu này là giờ trả ra giá cao hơn cao hơn nữa để cho bà Liễu dọn đi. Mà bà nói cái chỗ này là đất của gia đình bà, bà không có muốn chịu đi đâu. Nhưng mà bà Liễu thì bà cứ chần chờ như vậy hoài. Không biết là bà Liễu này á bà muốn giữ cái mảnh đất của tổ tiên thiệt hay là bà Liễu muốn ép giá với những cái người trên chính quyền muốn được trả cái giá cao hơn. Sau nhiều lần mà năn nỉ ỉ ôi, Bà Liễu vẫn giữ khư khư cái chỗ căn nhà ở trên khu vực mảnh đất đó. Cái nhà của bà thì cũng nhỏ thôi, ở xung quanh thì có một mảnh giường nữa. Sau một khoảng thời gian không có làm việc được chứ bà Liễu, ở trên chính quyền người ta mới bắt đầu thi công đường luôn, do vợ không có để trễ nại được nữa. Khoảng thời gian đó, sau khi mà xây con đường xong là ở chỗ nhà của bà Liễu nhìn nó dị hợm dữ lắm một cái con đường ấy, thì đáng lẽ là sẽ được xây thẳng hàng. Nhưng mà do bà Liễu bà không có chịu dời đi á nên con đường ấy giờ là được xây vậy nè, xây thẳng xong cái tới nhà của bà Liễu là bo một cái khúc, bo một cái hình vòng cung qua sau đó là chạy thẳng nữa. Cái con đường này là con đường hai chiều. Sau khi mà xây xong rồi đưa vô hoạt động á cái hướng chạy xe của mọi người ấy là chạy gần như chạy thẳng vô trong nhà của bà Liễu luôn. Cả hai hướng, hướng nào cũng vậy hết. Giờ là cái địa lý của bà Liễu ấy, nó nằm trên dên như vậy. Ở trong nhà hồi nào cũng nghe thấy tiếng xe cổ hết. Không những như vậy, cứ mở cửa bước ra khỏi nhà là thấy xe cổ cứ chạy ngủ ngút ngút ngút. Tưởng tượng chiếc xe sắp đông phải vào người của mình luôn á. Mà bà Liễu này bé vẫn muốn sống ở trong căn nhà đó. Cái con đường này á, bởi vì mắc kẹt cái chỗ nhà của bà Liễu cho nên cái khúc đường này nó cũng khá là nguy hiểm. Đường á, thì đã bị khuất bởi nhà của bà Liễu rồi. Ở cái chỗ khúc đường cu quẹo này á, người ta thường xuyên bị tai nạn giao thông dữ lắm. Những cái đợt đầu á, là có người ta bị té rồi trầy rụa máu me thôi sau nhiều vụ tai nạn ở trên chính quyền người ta cũng có cấm những cái biển báo là nào là đi chậm rồi cẩn thận ở chỗ này là khúc cua làm kỹ lưỡng dữ lắm nhưng mà dù có làm như vậy ở cái chỗ cua quẹo nhà bà liễu cứ thường xuyên bị xảy ra tai nạn hoài càng về sau thì ở chỗ của nhà bà liễu những vụ tai nạn cũng ngày càng nặng hơn có cái lần gần nhất là hai cái anh kia đụng phải nhau cả hai người đều bị té xuống, máu nó chảy ra đầy đầu hết trơn hả. À. Hai cái anh đó cũng được đưa lên trên bệnh viện, mà một anh nó thì không qua khỏi, còn một anh nó thì bị chấn thương sọ não. Và từ khi ở ngay chỗ khúc cua quẹo đó, có một cái người chết rồi. Qua những lần sau, càng ngày cái mức độ xảy ra tai nạn cũng càng nhiều hơn nữa và gia đình của bà liễu á, sống ở trong căn nhà đó thì cũng phải hứng chịu cái sát khí do từ sáng tới chiều là xe chạy dù 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 chạy là chạy thẳng nhìn giống như là muốn chạy thẳng vô trong nhà không hà nên cái luồng sát khí mạnh dữ lắm hai vợ chồng của bà liễu thường xuyên mâu thuẫn cãi vã nhau hồi trước á, hai vợ chồng cũng có thỉnh thoảng là cãi nhau mà sau này á, không có hiểu nguyên nhân gì đó cả hai vợ chồng ai cũng trở nên rất là nóng tính người nào cũng cáo gắt cả những cái lần cãi nhau sau này thậm chí là hai người còn dung tay dung chân với nhau chứ không có phải là nói miệng như những lần trước rồi công việc ở trong nhà làm cái gì nó cũng lục đục lận đận không có cái gì suôn sẻ hết về người con trai của bà liễu lúc đó thì nó còn nhỏ lắm Sáng ngày hôm đó, đứa con trai mới chuẩn bị dắt xe đạp ra đi học. Vừa mới dắt xe ra khỏi cổng, đi ra ngay tới chỗ mé lộ á, là lập tức bị một cái chiếc xe đụng phải. Sau khi mà thằng nhóc này nó bị đụng á, là nó cũng té say sát, người cũng trầy trụa chảy máu hết trơn hả Hồi trước á, những cái đứa trẻ trong xóm cũng thường xuyên tới khu vực này để chơi, nhưng mà từ khi cái con đường này được xây lên á Rồi có một khúc cua quẹo nhìn nó dị hợm như vậy Kèm theo là những cái vụ tai nạn lớn nữa Nên á, giờ là người ta không có cho con cái tới chơi ở trong khu vực này nữa Không những như vậy Chồng của bà Liễu sức khỏe cũng dần dần yếu đi Ông cũng thường xuyên bị bệnh Cứ thấy là người hồi nào cũng mệt mệt Đi lên trên bệnh viện á, khám thì không có ra Người ta cũng cho thuốc rồi chuẩn đoán là bệnh này bệnh kia Về uống thuốc là cỡ nào cũng không hết trơn á Có cái điều lạ vậy nè Nhiều khi là đi ra đường Thấy là tâm trạng của mình nó bình thường lại Vui vẻ thoải mái Chứ mà về nhà Đột nhiên cái tâm trạng nó chuyển qua thành một cái trạng thái rất là khác Vừa về tới nhà thôi là thấy trong người nó bực tức khó chịu làm cái gì nó cũng bứt rứt hết trơn á sống chung với vợ chồng của bà liễu á là còn có mẹ ruột của bà nữa mẹ của bà do tuổi cũng cao rồi cho nên là bà liễu mới rước mẹ về đây ở chung mẹ của bà liễu hồi trước á thì cũng thương con gái của mình nhưng mà sau khi con đường này được xây nên á là tính tình của mẹ bà liễu cũng hay cáo gắt dù là ở độ tuổi cũng lớn chứ bà liễu hồi trước là thấy cũng khỏe re đi đứng lại bình thường không có gặp vấn đề gì trơn á rồi cái khoảng thời gian đó là mẹ của bà liễu hay bị ho cứ giữa đêm là nghe ho sặc sụa bà nằm ngủ không được ăn uống cũng không có ngon nữa và càng về sau tình hình sức khỏe của mẹ bà liễu cũng càng yếu đi tới mức mà bà bệnh bà đâu có đi nổi đâu chỉ nằm liệt ở trên giường thôi bà liễu có phận là con gái phải chăm sóc cho mẹ của mình mà khi bà liễu mới chăm sóc nhiều lần có xuống tay đánh mắng chửi mẹ của mình nữa chồng của bà liễu thấy vậy cũng chạy lại ngăn cản người con rể thì bên giật cái người mẹ vợ còn bà liễu thì chửi cả mẹ ruột và chửi chồng của mình lúc đó là bà liễu không có còn kiểm soát được bản thân của mình nữa cũng có nhiều khi mà bà Liễu xuống tay đánh con của mình Đánh tới mức đứa nhỏ gần muốn chết luôn Mà bà vẫn cứ đánh Cũng hên là có bà ngoại với ba của đứa nhỏ đứng ra cản Chứ không là bà Liễu đã đánh chết con của mình rồi Sao nhiều lần như vậy rồi trong nhà cứ lục đục bất ổn hoài Ở trong gia đình mới khuyên bà Liễu Thôi bây giờ là bán cái căn nhà đi Bán để cho người ta xây đường rồi mình đi chỗ khác mình ở chứ ở đây làm chi ngày nào cũng vừa mới lú mặt ra thôi là cảm giác như xe đụng tới rồi cả nhà ai cũng khuyên bà liễu hết á nhưng mà bà liễu thì bà không có nghe ở trong gia đình á bà liễu là người quyền lực nhất cho nên vợ ai nói gì nói bà liễu không nghe nên mọi người vẫn phải ráng ở lại trong cái căn nhà đó cho tới buổi sáng ngày hôm kia khi bà liễu dậy đi chợ á, bà vừa mới dắt xe đạp ra chuẩn bị đi chợ Mới có lú đầu ra chút xíu à Bà đã bị xe đụng rồi Mà hơn á, là bà Liễu bị đụng Chỉ thấy là người say sát thôi Bà té văng vô trong mé lệ á, Nên không có bị nặng Nhà của bà Liễu thì có hai con chó Một con chó đã bị xe đụng cách đây một tháng rồi cho tới cái buổi chiều ngày hôm đó cái con chó thứ hai con còn lại nó cũng bị xe đụng luôn sau khi mà hai con chó chết rồi Ở trong nhà cũng vắng que Không có ai giữ nhà nữa hết Có điều Trong cái đêm khuya ngày hôm đó Thì bà Liễu bà mới nghe thấy cái tiếng tru Mới đầu bà nghe hang tru Hú Mới đầu bà nghe cái tiếng đó Nó giống như con chó sói tru lên vậy đó Nghe thấy ghê lắm Mà cái con chó nó không những nó tru Một tiếng hai tiếng đâu Nó cứ tru hú 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 Nó tru gần như là cả đêm luôn dù là ở trong nhà của bà Liễu không có còn con chó nào hết Mà bà cứ liên tục là nghe thấy cái tiếng tru lên Cái tiếng tru này á nó dăn dẳng ở ngay trước nhà của bà Bà cứ nghe nó hú lên xuyên đêm luôn Càng về sau á chắc là cái phần sát khí nó càng nhiều rồi Cả gia đình của bà Liễu ở trong căn nhà là thường xuyên có cái cảm giác bồn chồn lo lắng, khó chịu gì cái gì đó. Cứ mỗi lần mà bước vô trong nhà là thấy người nó cáo gắt, bức bối khó chịu dữ lắm. Gặp ai là cũng không có hài lòng hết, người ta có làm gì mình cũng bực bội cả. gia càng về sau, ở trong gia đình cũng lục đục nhiều hơn. Những người hàng xóm họ hàng cũng khuyên bà Liễu là thôi bán căn nhà nó đi, chứ ở đó làm cái gì nữa. Mà bà Liễu bà vẫn nhất quyết căng căng là muốn ở lại. Bà Liễu không biết là bà muốn bà nghĩ cái gì á, Độ tầm khoảng sau nửa năm kể từ khi cái con đường nó được xây nên. Lần này lại là tiếp tục con trai của bà Liễu. Trên đường đi học về, chuẩn bị băng qua mé đường để đi vô nhà. Cái lúc đó đứa nhỏ nó đã bị một chiếc xe lớn đụng phải. Sau đó đứa nhỏ chết tươi ở ngay trước nhà của nó luôn. Sau khi cái vụ của đứa nhỏ này bị tai nạn rồi mất ở đó, tổng cộng là có cũng độ tầm khoảng 4 người chết ở trong cái chỗ khúc cua đó luôn Bà Liễu hôm trại thì bà vẫn giữ khư khư cái quyết định của mình Nhưng mà kể từ khi cái chết của đứa con trai nó đến bất ngờ như vậy Bà Liễu dường như đã tỉnh táo hơn rồi Bà Liễu cuối cùng bà quyết định là vợ kêu để bán căn nhà này Lên trên nó quỷ ban rồi năn nỉ hỏi có muốn mua lại hôn để mà bà bán mà lúc đó đường xá đã xây thi công xong hết rồi Giờ mua đất của bà làm gì nữa Rồi sau đó cả nhà của bà Liễu cũng đành phải dọn đi luôn Chứ do ở chỗ này á những cái ký ức đau buồn vì đứa nhỏ nó hiện lên Rồi ở trong nhà cảm giác cứ bất an hoài sau khi mà cả gia đình của bà Liễu dọn đi được một khoảng thời gian á, ở trên chính quyền người ta mới xem xét lại do cái khúc cua đó xảy ra nhiều vụ tai nạn quá. Nên cuối cùng mới liên hệ là bà Liễu Hỏi bà có muốn bán hay không Hiện giờ trả giá nào bà Liễu bà cũng bán hết trơn Chứ bởi vì giờ nhà cửa ở đó đâu có xây lên được nữa đâu Cuối cùng bà Liễu đã bán đi cái khu vực mảnh đất căn nhà của bà với giá rất là rẻ. Nó rẻ thậm chí là bằng 1 phần 10 so với cái giá lúc đầu mà người ta chào bà để mà kêu bà đi chỗ khác cho người ta quy hoạch đó. Và đây là toàn bộ câu chuyện mà chị Thu đã gửi lại cho Như, kể về một người trong xóm của chị, vì cái sự ngoan cố của bà Liễu á, chứ nếu mà lúc đầu á, bà Liễu chấp nhận cái thỏa thuận rồi bà dọn đi đi, là ở trong gia đình của bà đâu có xảy ra chuyện gì. Cái đứa con trai của bà có thể là nó cũng không có bị chết. Không những như vậy còn có nhiều người cũng bị chết oan ở chỗ khúc cô đó luôn. Nếu bà liễu bà không có ngoan cố như vậy thì chắc hẳn là gia đình của bà không có phải gánh chịu một cái mất mát lớn là cái đứa nhỏ qua đời. Thôi bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện thứ hai hen ha. Câu chuyện này là như được anh Tần anh gửi lại cho Như. Anh Tần anh kể lại là vào cái giai đoạn trước, dì của ảnh, người dì này là người dì thứ năm. Dì năm của ảnh bị bệnh phải đưa vô trong bệnh viện mà chị năm á là không có chồng con gì trơn á với lại khi mà dì năm còn khỏe mạnh á thì dì năm rất là yêu thương anh tần cho nên á ảnh quý chị năm dữ lắm kêu dì năm á là bằng má năm không ạ à. do tuổi cao sức yếu dì năm cũng thường xuyên bị bệnh lên bệnh xuống dữ lắm ở trên bác sĩ người ta khám ra trong mấy cọng dây thần kinh của bố dì năm á là có một cọng nó bị rụt trạt rồi Chính vì vậy mà nó làm cho cái phần nửa Cái phần cơ thể phía dưới của dì Năm á Không có còn nhúc nhích di chuyển gì được hết Nhưng có điều cái bệnh này á Là có thể điều trị được nha Điều trị một khoảng thời gian Uống thuốc rồi trị liệu sẽ hết Cái chân của dì Năm á Là vẫn còn cảm nhận được Ví dụ mình đánh vô là dì Năm Vẫn có cảm giác đau Nhưng mà dì Năm không có tự điều khiển được Cái chân của mình thôi anh tần anh thấy vậy thương quá cho nên đưa dì năm vô trong bệnh viện anh tần sẽ là người tài trợ kinh phí cho dì năm ở trổng bởi vậy anh tần thì anh cũng không có thời gian để mà chăm sóc 24 mươi trên hai cho dì năm nữa đưa vô trong bệnh viện để người ta vừa chữa trị vừa chăm sóc rồi lo vệ sinh ăn uống cho dì năm luôn như vậy thì sẽ rất là tiện sau khi mà dì năm vô trong này người ta cũng đưa dì năm qua bên một cái khu vực riêng cho những cái người mà bị giống dì năm vậy đó mỗi ngày mà dì năm ở trong bệnh viện này sẽ có một cái cô hộ lý cái cô hộ lý đó tên là cô nụ dì năm rất là khoái cô nụ bởi vì tính tình của cô nụ á, vừa dễ thương vừa nết na lễ phép với lại là cái cô nụ kia chăm sóc cho dì năm chăm sóc nhiệt tình làm giống như là con gái ruột vậy đó trong quá trình mà cô nụ đã chăm sóc cho dì Năm Thì hai người cũng có tâm sự với nhau Cô nụ đó cổ nói là ba mẹ của cổ qua đời từ rất là sớm Cổ không có cảm nhận được tình thương của ba mẹ Cổ chỉ sống với người bà nội hà Còn dì Năm á, thì dì Năm cũng không có chồng con gì trơn á Thành ra hai cô cháu nói chuyện Càng nói chuyện lại càng hợp nhau hơn Cho nên vô là kêu bằng mẹ với con nói chuyện nghe ngọt xớt không hả? Dạo khoảng thời gian đó, dì Năm mới thấy cô nụ cổ thường xuyên buồn buồn, của làm việc cô không có tập trung nữa. Nhiều khi cổ đang làm việc, cái nước mắt của cổ rưng rưng rưng, của rớt nước mắt hồi nào á. Cái dì Năm mới hỏi, Ủa nụ ơi, con có bị cái gì không? Mà sao á, má thấy con buồn như vậy? Dì Năm hỏi cô nụ đó vậy á, thì cô nụ mới đầu thì cô không có nói Chứ qua mấy ngày sau, cổ bắt đầu là cổ kể cho dì Nam nghe. Cổ than thở là tình yêu của cổ bất trắc quá. Rồi cổ gặp một cái người bạn trai không có tốt. Khoảng thời gian đó là thấy cô nụ á, cổ xuống sắc trầm trọng luôn. Nhìn cổ hồi nào cũng buồn buồn rầu rầu. Ở trên cái khuôn mặt, á, cái chỗ mà quần thăm mắt nè, nó thăm nâu sẫm lên luôn. Nhìn cái mặt của cô không có chút sức sống nào cả. Chờ cho tới cái ngày hôm đó, Dì Nam á, không có thấy cô nụ tới chăm sóc cho mình nữa mà là một cái người khác. Dì Nam mới hỏi cái người hộ lý mới là cô nụ kia đâu rồi. Cái chị đó chị cũng không có biết là chị nụ kia đâu hết trơn á. Nói là không biết sao nay chị nụ nó không có đi làm. Rồi cái chị mới này mới vô thai cho chị nụ nè. Rồi xong qua thêm mấy bữa nữa cũng không có nghe tin tức gì của chị nụ hết trơn á. Chợt cho tới một ngày kia chị Năm mới biết được cái tin cô nụ của đã uống thuốc tự tử bởi vì của thất tình. Người yêu của cổ lén lút ngoại tình với cái người bạn thân của cổ, rồi tới khi chuyện dở lẽ rồi, cổ không có chấp nhận được điều đó. Cổ nghĩ quẩn quá, cổ đã tự uống thuốc và kết liễu bản thân của mình. Sau khi mà dì Nam biết cái chuyện đó, dì Nam cũng buồn rồi rội luôn. Không có nghĩ cái đứa con gái nuôi của mình á, Nó lại dại khờ như vậy Con bé nó vừa trẻ đẹp Nó vừa dễ thương ngoan ngoãn nữa Không có nghĩ là con bé Nó vì tình mà lại tự tử, tử Dì Năm suy nghĩ vậy đó Dì Năm cũng buồn dữ lắm Do là dì Năm là bà kết nhất Cái cô nụ này Từ khi mà dì Năm vô trong đây Tầm khoảng trưa ngày hôm đó, chị Năm đang nằm ngủ, thì chợt chị Năm mới nghe tiếng bên tai á má năm ơi má năm dậy uống thuốc kìa má năm ơi lúc mà dì năm nghe vậy á thì dì năm mới hết hồn bởi vì cái giọng của chị nụ á là cái giọng của bà nghe đặc biệt chứ lắm nghe cái giọng nó cứ ché 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 nghe cái là phát hiện liền dì năm mới lập tức ngồi dậy thì khi mà dì ngồi dậy dì dòm vòng vòng không thấy ai hết trơn á độ tầm khoảng 1-2 phút sau là có cái người hộ lý mới thứ thai á người hộ lý đó mới mang thuốc tới cho dì Nam uống sau khi mà dì Nam uống thuốc xong á, dì Năm cũng tràn trọc suy nghĩ dữ lắm. Hồi nãy là rõ ràng nghe thấy cái giọng của chị Nụ mà có phải là chị Nụ hay không. Chị Nụ á, nghe nói chị đã tự tử chết rồi mà. Dì Năm cũng băn khoăn như vậy á, tới độ tầm khoảng tối 7 giờ cũng cái ngày hôm đó luôn. Chị Năm đang nằm ở trên giường của mình á, Chị Năm mới nghe thấy cái tiếng mở cửa một cái rắc Cái cửa này là dạng tay nắm tròn á Mình dạng ra thì cái cửa sẽ đẩy vô Chị Năm nghe một cái rắc Là chị Năm ngước lên Chị Năm nhìn liền coi ai vô vậy Chị thấy là có một cái cô hổ lý Mà cổ đi vô nhanh lắm Sau đó cổ đã quay cái hướng lưng lại Với cái mặt của chị Năm rồi Nên chị Năm chưa có nhìn thấy mặt mũi cái cô hộ lý kia đi vô mới tiến hành kiểm tra cho dì Năm. Dì Năm lúc đó cũng chưa có biết cô hộ lý này là ai đâu, bởi vì cái người này đang đứng quay lưng lại với cô rồi. Nhưng mà có một điều dì Năm cảm thấy lạ. Cái giờ này đâu phải giờ mà những người hộ lý thường xuyên tới kiểm tra chăm sóc cho dì Năm đâu. Giờ này là chuẩn bị vô tới giờ ngủ rồi mà, sao giờ người ta lại vô? Chị Năm mới lên tiếng hỏi, Ủa con, bộ bữa nay có cái vụ gì hả? Mà sao vợ con vô đây kiểm tra cho cô vậy? Chợt, chị Năm mới nghe thấy cái tiếng gì nè. Dạ, con vô con kiểm tra cho má Năm á. Bữa nay má Năm vẫn khỏe nha má Năm. Vừa mới nghe cái giọng đó, chị Năm lập tức quay lại. Thì chị Năm thấy, cái người mà hồi nãy giờ đang chăm sóc cho mình á, chính là cô nụ. Cô nụ chứ không ai trơn á. Ở trên khuôn mặt của cô nụ còn có một cái má lúng đồng tiền nữa Sau khi mà nói xong cô nụ mới nhìn dì Năm một cái Sau đó cổ cười Rồi cổ mới quay lưng đi thẳng ra ngoài mé cửa Mà cổ đi từ 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 chậm rãi lắm Cái lúc vô là cổ còn mở cửa cổ bước vô Chứ tới chừng lúc ra là cổ đi xuyên qua cái cửa cổ đi ra luôn Dì Năm thấy cái là hết hồn Biết mình nhìn thấy ma rồi Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thì dì Nam cũng thấy sợ dữ lắm Không có biết sao là cái hồn ma của cô nụ kia lại tới đây tìm mình Và cho tới tối khuya ngày hôm đó Dì Nam lại tiếp tục gặp những hiện tượng mà cô nụ kia cũ trở lại Dì Nam đã chìm vô trong giấc ngủ rồi Nhưng mà dì Nam mới nghe thấy tiếng khóc thúc thích Cái tiếng khóc nó nhỏ nhỏ mà cái tiếng cái tiếng hít nước mũi nghe sột 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 chính vì cái âm thanh đó mà chị năm mới hết hồn chị năm dậy chị năm vừa mới mở mắt ra thôi thì dì năm thấy chính là bóng dáng của cô nụ cô nụ ngồi ở trên cái mé giường mà cổ đang ngồi ở cái khúc gần dưới chân của dì năm á cô nụ cổ ngồi đó mà cái mặt của cổ thì cúi gầm xuống dì năm thấy như vậy biết là mình nhìn thấy một hồn ma Dì Năm sợ quá, cái cả người của dì Năm á, cứng ngắc à, dì không có nhúc nhích gì được hết trơn á. Còn cái cô nụ kia cũng mới quay qua, nhìn dì Năm, thì khi mà quay qua cũng mới nói vậy nè. Con buồn quá má Năm ơi, con buồn quá má Năm ơi. Nói xong mới cổ quay cái mặt lại rồi cổ gục xuống cổ khóc thúc thích thêm một hồi nữa. Cổ ngồi cổ khóc độ tầm khoảng 30 giây là cả người của dì Năm á, người của dì Năm cũng cứng ngắc trong vòng cái khoảng thời gian đó. Sau khi mà khóc xong á, cổ mới đứng thẳng người dậy, cổ quay qua nhìn chị Năm. Rồi sau đó cổ mới quay lưng của đi từ từ, từ từ. Cả người của cổ á, dòng hồn của cổ mờ lắm, cổ đi xuyên qua chỗ cái cửa ở trước phòng của chị Năm. Sau khi mà bóng dáng của cô đó đã khuất rồi á, dì Năm mới điều khiển lại được cái phần cơ thể của mình. Từ ở cái chỗ phần bụng kéo dài xuống tới phần chân á, nó không nhúc nhích được là đúng rồi. chứ còn từ bụng của cô trở lên á là tay chân rồi đầu cổ cô vẫn hoạt động được bình thường hà. Dì Năm nhìn xuyên qua cửa kính ở trước á, rồi nhìn vòng vòng cũng không có còn nhìn thấy trong hồn của cô nụ kia nữa. qua sáng ngày hôm sau, cái cô hộ lý mới vô đây chăm sóc cho dì Năm á, thì trong lúc chăm sóc vô tình dì Năm có nhắc tới cô nụ kia. Khi mà nói tới đây á, cái người hộ lý mới giống như được dò trúng đài rồi. Cái chị đó chị mới kể lại cho dì Năm nghe. Ở trong bệnh viện á, có nhiều người cũng đã gặp dông hồn của cô nụ kia lắm rồi. Mới đầu thì cô hộ lý đó nói có vài người bệnh nhân ở trong cái khu vực gần với phòng của gần với phòng của dì Năm nè, người ta cũng nhìn thấy dông hồn cô nụ nữa. Buổi tối là cũng đi vô chăm sóc rồi thăm những người bệnh nhân á, đi một dòng xong sau đó là quẹo ra. Cái người hộ lý kể lại giống như cái cảnh mà dì Năm mới gặp hôm trước quá. Không những như vậy, người bác sĩ mà làm ở trong khu vực này người ta cũng gặp nữa. Hôm đó có cái anh kia, anh thấy là có một cô hộ lý đang ngồi trên khu vực của cái băng ghế á. Cái đầu thì gục xuống, tóc tai che kín hết trơn khuôn mặt rồi, cho nên là không có nhìn thấy. Người bác sĩ mới đi lại gần chỗ của cô hộ lý đó, thì lại hỏi, Ủa em ơi, em có bị sao không em? Anh bác sĩ lên tiếng hỏi như vậy á, thì cô nụ kia từ 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 từ, cổ ngước cái mặt của cổ lên. Khi mà cổ ngước cái mặt cổ lên á, là ở cái làng môi, nó trắng xác hả? À. Còn cái trồng đen ấy thì nó nhỏ xíu lại giống như cái hộp nhãn tiêu á, nó nằm ở giữa con mắt. Nhìn hồi đó cái cảnh nó kỳ dị lắm. Cái người bác sĩ vừa mới thấy như vậy cũng la làng rồi bỏ tuôn chạy. Không những như vậy, có một cái người cũng làm hộ lý luôn. Bữa hôm đó cái cô hộ lý đó đi vô trong kho để sắp xếp rồi lấy đồ đạc. Khi mà cô đó cổ bước vô là chỉ có một mình cổ trong kho thôi. Chợt một hồi sau, cổ mới nghe thấy tiếng sột soạt, cổ quay lưng lại là thấy cũng có một cô hộ lý nào đó đang lấy đồ thì cố cứ nghĩ bình thường là vô lấy đồ bình thường thôi cũng mới lên tiếng hỏi ủa bữa nay bà làm mấy giờ ra ca cô hộ lý đó hỏi vong hồn của cô nụ sau khi mà hỏi vậy cái cô nụ của im re cũng trả lời cái cô hộ lý kia sau khi mà lấy đồ đạc của mình một hơi xong rồi thì cổ chuẩn bị đi ra khi mà cô đi ra cô định đóng cửa Cái chợt cô mới nhớ là có còn người trống Nên cô không đóng cửa lại Cô chỉ khép hở cửa thôi Vừa khi mà cô khép hở cửa Cô mới nghe Ê bà quên đồ nè Cô hộ lý kia nghe vậy Cô mới mở cửa vô Vừa khi mà cô mở cửa Là ở trong cái kho này không có ai hết trơn Diện tích của cái kho không phải là quá bự Đảo mắt nhìn một vòng là đã hết cái kho rồi cái cô hộ lý kia cũ thấy là mình còn một đống khăn nó quên lấy ra Cái cổ mới lại cú chụp cái đống khăn đó cổ nhìn một lần nữa cũng không thấy ai hết trơn Thế cổ mới đi ra Lúc mà cổ vừa khép hờ hờ cái cửa lại là cổ nhìn xuyên qua khe cửa Cổ thấy rõ ràng là có bóng dáng của một cái người nào đó Ở trên người ấy cũng mặc cái bộ đồ màu xanh của mấy cái cô hộ lý nè Thì cô đó cũng mở cái cửa một cái rầm ra liền Khi mà cổ mở cửa tan quát ra cố nhìn lại một lần nữa là ở trong chỗ kho này vẫn không hề có bất cứ ai hết trơn cổ thấy lạ lắm cũng mới đóng cửa Của đóng cửa cũng đi một hơi vô trong này cổ kể lại cho những cái người đồng nghiệp nghe đó là những câu chuyện mà cái người hộ lý mới này đã kể lại cho dì nam nghe vậy á dì nghe thì dì cũng sợ lắm dì biết là vong hồn của cô nũ rất là linh thiêng do cổ chết á oan ức quá cổ không có đi siêu thoát được và cũng trong cái ngày hôm đó luôn Mới hồi sớm chị Dì Năm còn nhắc tới cô nụ Tới cái lúc khuya là cô nụ xuất hiện cho dì Năm thấy liền Dì Năm nhớ lúc đó là tầm khoảng 12 giờ tối rồi Chị cũng đang nằm ngủ á Chợt chị mới nghe tiếng lịch kịch lịch kịch Chị mở mắt ra Chị thấy rõ ràng chính là bóng dáng của cô nụ Cổ mặt ở trên người là cái bộ đồ màu xanh, đó. cổ đang loay hoay, cổ đang làm việc Thấy là cổ chát rồi cổ ghi chỉ số này kia đồ Cổ chỉnh sửa mền gói cho dì Năm nữa Dì Năm khi mà nhìn thấy dông hồn cô nụ đó, là cả người của dì Năm nó cũng bị cứng ngắc Giống y chang như tình trạng lúc nãy Dì Năm nó nói bất cười lắm, bình thường thì thôi Chứ mỗi lần mà thấy cái hồn ha của cô nụ á không biết là cô nụ làm cho dì năm bị cứng người như vậy hay là do dì năm bắt sợ quá nên chính dì năm đã có những cái những cái biểu hiện như vậy ha. Chị nụ chị đi kiểm tra xong, sau đó chị đi một vòng xung quanh giường của dì năm. Thấy là mọi thứ ổn rồi, cái chị nụ kia chị đi ra. Lần này là không có nhìn chằm chằm vô trong mặt của dì năm nữa và cũng không có nói gì hết trơn á. Qua mấy ngày hôm sau nữa, lúc đó là người hộ lý mới đang tắm giùm cho dì Năm. Do sức khỏe của dì Năm vậy đó, chị không có tự tắm rửa được. Rồi nhiều cái lúc đó, chị không có kiểm soát được cái phần vệ sinh của mình nữa. Người hộ lý đưa dì Năm vô trong nhà tắm để tắm cho dì. Đang trong cái lúc tắm mới phát hiện là quên lấy xà bông gội đầu cho dì Năm rồi. Cái người hộ tá mới mới đi ra Chợt ngay lúc đó chị Năm cảm thấy cái dai của mình được ai đó bóp 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 massage một cách rất là thoải mái. Dì Năm thấy vậy là dễ chịu liền. Cái chợt một hồi chị Năm mới sững người lại. Sao mà cái kiểu massage này giống như cái lúc mà cô nụ còn sống cũng massage cho dì Năm quá vậy. Giống y xị luôn. Dì Năm mới ngửa con mắt từ từ ra ở phía sau. Mà khi dì Năm nghìn ngửa ra làm sao dì không có thấy gì trơn á nhưng mà chị vẫn cảm nhận được là cái bàn tay đang len lỏi rồi bóp dai bóp dai cho chị năm cái cảm giác nó đã dữ lắm sau khi mà bóp dai xong rồi cái một hồi là chị năm mới cảm thấy cái chân của mình á cái chân của mình đang được bóp massage thư giãn chị năm lập tức nhìn xuống chỗ cái chân của mình á thì chị thấy rõ ràng chính là vong hồn của chị nụ vong hồn của chị mờ lắm Dì có thể nhìn xuyên qua được phần dông hồn của chị nụ luôn Chị ngồi đó chỉ đang bóp chân cho dì Năm Hèn chi hồi nãy vợ dì Năm có cái cảm giác đó Chính là chị nụ chứ còn ai nữa Rồi rất là nhanh Người hộ lý mới kia mới mở cửa đi vô Khi mà người hộ lý mới kia đi vô rồi Là chị Năm chợ không có còn nhìn thấy Dông hồn của chị nụ kia đâu nữa hết Chị thoáng một cái là biến mất tiêu và cũng nhờ linh hồn của chị nụ đã cứu cho dì Năm một cái phen này Tối ngay ngày hôm đó luôn Dì Năm đang nằm ngủ Thì dì Năm cảm thấy là ở bên mé tim của mình nó đau nhói Dì lập tức mở con mắt ra liền Dì nằm im không có dám nhúc nhích luôn Bởi vì dì biết lúc nãy là cái cơn đau tim nó đang lên rồi Dì đau quá Một hồi nó đau chịu không có nổi Dì quằn quại dì ôm lấy tim của mình trong cái lúc mà chị đau rớt nước mắt luôn á chị thấy là có một cái bóng người mặc ở trên người là cái bộ đồ màu xanh nghe đi từ trong phòng của chị đi thẳng ra ngoài mà đi nhanh dữ lắm sau khi mà cái bóng kia đi ra ngoài độ tầm khoảng 10 giây thôi là những cái người bác sĩ lập tức ào lại ào vô rồi á cấp cứu cho gì sau khi mà dì năm khỏe khoắn lại rồi á dì năm mới hỏi những cái người hộ lý hay chăm sóc cho mình nè à, Hôm bữa đó là có đứa nào ở trong phòng vô trong nay thăm gì không? Mà chị thấy có một cái bóng người đi ra lẹ như vậy. Sau khi mà dì Nam hỏi là không có cái người hậu lý nào đi vô trong đó cả. Do buổi tối mà. Nếu mà có trường hợp khẩn cấp chị thì người ta mới chạy vô. Chứ không đâu có ai mà chăm sóc 24 trên 24 như vậy. Và những cái người hộ lý mà làm ở đây người ta cũng có kể cho dì Nam nghe. Đang trong cái lúc trực buồn ngủ quá Người bác sĩ cũng ngủ cục hồi nào cũng hay Chợt trong cái lúc ngủ cục á, Cái người bác sĩ đó cảm nhận Ai đó tán vô trong đầu một cái bóp Cái anh bác sĩ đó cảm nhận rõ ràng Ai đó đánh rất là đau Giờ nghe thoáng ở bên tai á, Có người cấp cứu kìa Anh nghe thấy cái giọng đó Mà nói nhanh dữ lắm Vừa khi mà anh bị tán một cái quán dáng xong Anh mới thấy là báo động Đang được phát ra trên màn hình cái báo động này là xuất phát từ phòng của dì Năm. Chính vì vậy mà người bác sĩ đó đã nhanh chóng tới kịp thời để mà cứu cho dì Năm. Chứ nếu mà trễ trễ hơn chút nữa, chắc nhiều khi dì Năm lên cơn đau tim dữ quá, dì Năm đã đi cái chuyến đó luôn rồi. Ở trong bệnh viện này được một khoảng thời gian nữa, dì Năm không có còn thấy vong hồn của cô nụ. Nhưng mà cái ngày hôm đó dì Năm mới mơ thấy một giấc mơ. Vì thấy là cô nụ hiện về á, mặt mày cô nụ vui vẻ lắm. Ở trên người là vẫn mặc y chang cái bộ đồ màu xanh đó. Cổ đi lên nó cũng mới nói với chị Năm. Má Năm ơi, má Năm sắp khỏe rồi đó ngang. Cổ nói xong á là cổ mới đi lùi lại từ 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 từ. Không phải cổ quay lưng cổ đi bình thường đâu mà cổ đi lùi. Không biết sao cổ đi vậy á. Dạ đúng thiệt, giống như lời của cô nụ này cổ nói. Qua những ngày sau, sức khỏe của dì Năm ngày càng tốt hơn, dì tiến triển phục hồi tốt lắm. Cái chân của dì giờ dì có thể kiểm soát và có thể di chuyển nó bình thường trở lại rồi. Tới chừng mà hồi phục hết, ở trong chỗ bệnh viện nè, người ta mới cho dì xuất viện đi về. Trước khi mà dì về là chị có quay lưng vô, dì nhìn cái phòng bệnh mà hôm nay dì nằm. Dì quay vô dì thấy rõ ràng là bóng dáng của cô nụ cổ đứng ở phía sau cái lớp kính cuối cửa cổ đứng đó mà nhìn gì cái mặt của cổ không có chút cảm xúc gì trơn vì năm chớp mắt một cái đã không có còn nhìn thấy cô nụ nữa rồi rất là nhanh luôn sau khi mà về nhà rồi một khoảng thời gian sau chị năm cũng phải quay trở lại bệnh viện để tái khám bữa hôm đó đang trong cái lúc mà đợi lấy thuốc chợt chị Năm mới nghe thấy bên tai vậy nè. Má Nam, Dì Năm nghe cái là biết cái giọng này quen thuộc của chị Nụ liền rồi. Chị Năm mới quay theo cái hướng phát ra âm thanh đó. Chị thấy là cô Nụ đang đứng ở ngay chỗ cái khúc cửa. Cô Nụ cổ đứng ở đó, vong hồn của cổ vẫn là mờ mờ ảo ảo, nhưng mà có điều bữa nay nhìn cũng có thần sắc dữ lắm. Cố đứng ở đó mà cổ nhuyễn miệng cười, cố cười một cái nụ cười rất là tươi. Cố xuất hiện độ tầm khoảng 7 giây thôi, cái cũng mới mờ từ 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 từ, sau đó là không có còn nhìn thấy gì nữa. Tới chừng mà chị Nụ á, hoàn toàn biến mất, dì Năm nước mắt của dì tự động lăn dài luôn. Dì Năm á dì rất là thương chị Nụ, chị coi chị á, giống như là đứa con gái của mình thôi. Và chắc là chị Nụ kia cũng vậy bởi chị đã có một lần là chị nụ đó cứu chị năm rồi còn những cái lần mà chị nụ kia hay tới thăm dì năm vào cái lúc ban đêm tới bữa nay biết dì năm tới thăm khám chị nụ kia còn hiện ra đứng chào với dì năm vậy nữa từ cái lần đó tới sau này dì năm cũng có lên trên này để đi tái khám nhiều lần mà những lần sau dì năm lên là không có còn nhìn thấy vong hồn của chị nụ một lần nào nữa hết trơn á không biết là chị nụ có được đi đầu thai hay chưa và đây là toàn bộ câu chuyện mà như được anh tần á anh tần được chị năm kể lại thì bây giờ anh tần đã chia sẻ câu chuyện nó lại cho mình để mình cùng chia sẻ đến quý vị hen và đó là câu chuyện thứ hai bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện thứ ba hen câu chuyện này á là như được chị dân gửi lại cho như nhà của chị dân là ở ngoài khu vực lạng sơn ở trong nhà ba mẹ của chị dân chuộng về những cái món đồ là bằng gỗ rồi những cái món đồ mà trang trí lần đó là chú của chị dân đi sang trung quốc đi công tác về khi mà chú trở về chú có tặng cho gia đình của chị là một cái tiêu bản của cái con này cái con đó là một cái con cáo màu đỏ khi lần đầu tiên chị dân nhìn thấy con cáo đó chị hết hồn chị tưởng nó là cái con cáo còn sống không à Chị cũng không có biết tiêu bản lại chị trơn á Chú của chị nói Ở cái vẻ ngoài của nó là lông lá rồi da Rồi nguyên cái vẻ ngoài của nó đều là thiệt hết Rồi ở cái phần trong bụng á Chị không biết là người ta sấy khô lại Hay là người ta nhét bông gòn vô trỏng Mà nhìn nó không có khác gì một con cáo còn sống hết trơn á Nhìn nó chân thật ghê gớm lắm Lúc mà được tặng con cáo đó là chú nói con cáo này sẽ mang lại tài lộc cho gia đình bởi vì cái con cáo này là chú mua từ bên trung quốc người ta giới thiệu như vậy chú mua là hai con chú mua một con cho gia đình của chú với lại là mua thêm một con cho gia đình của chị dân nữa khi mà ba mẹ của chị nhận được cái tiêu bản của con cáo đỏ này là cũng đem nó treo lên trên mé tường ở trong nhà của chị là không chỉ có con cáo này đâu mà có cái đầu của mấy con nai rồi đầu con hu con khỉ rồi là có mấy cái bàn tay của con gấu á chị thì chị xin phép giấu địa chỉ nhà của chị bởi vì chị biết á những cái này á là thường nhà nước người ta không có cho buôn bán như vậy đâu và tất nhiên là những mặt hàng này chỉ bán qua chợ đen thôi Chứ không có ai dám rao bán cái này công khai hết khi mà ba mẹ của chị treo cái con cáo lên ở trong khu vực phòng khách á là cho nó nằm ở khu vực cạnh bên dưới đầu của một con nai mà nhìn cái con cáo này á hai cái con mắt của nó hồi nào thấy cũng sáng rực lên hết trơn ạ à. mỗi lần mà chị nhìn vô cái đôi mắt đó chị dân còn cảm thấy hơi sợ sợ nữa cho tới tầm khoảng một tuần sau khi mà gia đình của chị đem con cáo này á về treo ở trong nhà ngày hôm đó chị đang ăn cơm trưa chị ăn cơm thì có một mình ạ à. Do chị đi công chuyện về trễ Ba mẹ của chị đã ăn trước hết rồi Chị ngồi ở trên chỗ bàn phòng khách á, Vừa ăn cơm Vừa bấm điện thoại Rồi lướt coi youtube Cho cái, cái lúc đó Chị mới nghe thấy cái tiếng hi, hi, Chị nghe thấy cái tiếng hí hí Nó nhỏ thôi chứ không có phải là quá lớn khi mà chị nghe thấy cái âm thanh đó thì chị dòm vòng vòng con nó phát ra từ đâu vậy? Chị tưởng là mấy con chó ở trong nhà nó kêu, nhưng lúc này mấy con chó của chị nó đang nằm ngủ ở tuốt ngoài gần chỗ mé cổng lận nó nằm ở cách cái chỗ của chị hiện tại cả mười mấy mét chứ đâu có con chó nào gần đây đâu mà sao chị nghe cái âm thanh hí hí đó chị nhìn vòng vòng là cái âm thanh nó không có còn nữa chị nghĩ là mình nghe nhầm thôi chị cũng bấm điện thoại lướt lướt thêm một hồi cái tiếng khóc này giống như tiếng khóc mà khi mà mình bị tủi thân ức ức gì mình khóc nghẹn nghẹn lên cái âm thanh nó cũng nhỏ thôi Nhưng mà chị dân chỉ nghe được Khi mà chị nghe lập tức là chị quay cái đầu của chị Lại hướng chỗ phát ra âm thanh Chị vừa mới nhìn qua thôi Là nguyên cái cặp mắt của con cáo đỏ kia Nó đang nhìn xuống chị Mà nó nhìn chầm chầm luôn Thêm một cái điều thấy ghê nữa là cái cổ con cáo lúc đó nó bị nằm quẹo đeo qua, cái cổ nó nằm lạc qua một bên giống như cái cận cổ nó bị bẻ gãi. Chị thấy cảnh đó tự nhiên chị rợn người Cái chị mới vô kêu ba mẹ của chị ra Rồi ba của chị mới leo lên Rồi chỉnh sửa cái đầu của con cáo đó lại Cố định vị trí của cái cổ lại Và đó là cái hiện tượng đầu tiên nhưng mà khi cái hiện tượng này xảy ra, chị dân không có mãi mai suy nghĩ nhiều tới. Chị cứ nghĩ là mình nghe nhầm rồi mình tưởng tượng, não giác ra vậy thôi. Qua vài ngày sau, bữa hôm đó là tầm khoảng 8 giờ mấy, ba mẹ của chị đã trong phòng ngủ rồi chị dân á chị cũng ở trong phòng cái một hồi chị khát nước quá chị đi vòng vòng ra sau bếp rồi chị uống nước chị lấy ít trái cây lên định là ra vừa coi tivi vừa ăn trái cây luôn chị vừa xách cái dĩa trái cây đi từ dưới bếp đi lên chị thấy rõ ràng là con cáo nó đang đứng ở trên cái bàn ngay chỗ phòng khách đó nó đứng ở trên cái bàn đó cái đầu của nó thì đang cúi vô nó đang ăn mấy cái bánh mứt mà ba mẹ chị để sẵn ở trên bàn á chị vừa mới thấy vậy á thì chị hết hồn con cáo á nó thấy chị nó cũng giật mình luôn nó sợ lại một khúc cái nó quay qua nó nhìn vô mặt chị xong cái nó mới kêu hí 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 nó kêu cái âm thanh gì đó nghe lạ lắm chị hết hồn hết chí chị mở cái công tắc đèn lên khi mà chị vừa mới mở cái đèn lên á là chị không có nhìn thấy con cáo đâu nữa hết cái phần tiêu bản của con cáo thì nó vẫn được nằm ngay ngắn ở trên mé tường và khi mà chị nhìn con cáo chị thấy cái cặp mắt của nó nhìn cái cặp mắt của nó giống như nó đang chớp một cái rồi nó nhìn chị nữa chị đứng ở dưới này chị nhìn con cáo con cáo nó ở trên kia nó cũng nhìn xuống chị bốn cặp mắt nhìn nhau mà nhìn cái đôi mắt của con cáo nó có sát khí chị thấy nổi da gà luôn qua sáng hôm sau chị cũng kể lại cho ba mẹ chị nghe mà ba mẹ nói là chị tưởng tượng thôi cho cái con cáo này á nhìn nó có cái độ sinh động giống y chang là con cáo còn sống quá nên chị mới tưởng tượng ra vậy đó qua mấy ngày hôm sau nữa Người chú của chị dân có tới nhà để mà chơi trong lúc mà chú đang ngồi nói chuyện với ba với mấy bác nói chuyện bình thường thôi à chợt ngay lúc đó chú của chị có một cái hiện tượng lạ lắm là chú leo lên trên bàn cái bàn ăn á là được làm cái bàn gỗ có diện tích cũng rộng lắm chú không ngồi dưới ghế nữa mà chú nhảy tọt lên trên bàn hai tay hai chân của chú thì chống xuống giống như là tư thế của mấy con động vật bốn chân cái đầu của chú thì khâm xuống chú không phải ăn đồ ăn bình thường đâu mà chú le cái lưỡi ra chú liếm 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 cái phần đồ ăn thấy cảnh đó là ở đây cả nhà hết hồn rồi mới lên tiếng hỏi trời ơi trời tài ơi mày làm cái gì vậy tài ai cũng quảng hốt kêu chú hết nhưng mà chú tại ổng cứ cắm đầu liếm cái phần đồ ăn đó sau khi mà liếm đồ ăn một hơi xong á cái chú mới đưa cái bàn tay của mình lên chú liếm liếm cái tay của mình rồi cái phần liếm tay này nó chưa ghê đâu chú mới quay khum cái người của chú chú muốn liếm cái phần mông của mình á nhưng mà cái người của chú thì không có khum xuống được sau khi mà liếm một hồi á cái uh, chú tại mới dừng lại Chú ngửa cổ lên, chú nhìn cái con cáo đỏ mà đang được treo ở trên tường Chú đứng ở ngay chỗ hướng cái bàn, rồi chú lấy thế, chú phóng một cái dèo lên trên Chú chụp lấy cái phần tiêu bản của con cáo đỏ kia, chú gỉ xuống Mà không biết làm sao chú có thể nhảy với khoảng cách rất là cao Cái bàn thì cách mặt đất độ cũng tầm khoảng mét, mét hai Mà cái chỗ của con cáo kia là được treo còn khoảng ba mét mấy, bốn mét Treo ở tuốt ở trên cao luôn mà không biết sao chú có thể phóng cái tọt Rồi chú dính vô mé tường Rồi chú gỉ con cáo ra xuống Sau khi mà chú lấy con cáo ra xuống Là chú đưa hai tay hen Chú ôm chú nâng niu cái phần tiêu quản của con cáo đó Rồi chú còn vuốt ve yeah, hen Chú nhìn con cáo đó mà chú rờ rờ chú nhận Nhìn chú thấy kỳ kỳ làm sao á Chưa dừng lại ở đó Sau khi mà chú nhịn mặt con cáo xong Cái chú mới đưa cái ánh mắt sắc lẹm của mình Chú nhìn mọi người mà cái con mắt của chú hồi đó là cái chỗ trồng đen nè Cái trồng nó nó chuyển qua cái màu rồi nó hơi vàng vàng Nhìn cái con mắt của chú thấy ghê lắm Chú nhìn mọi người Mà khi chú nhìn tới ai là người đó nổi da gà tới đó Chú đảo con mắt nhìn mọi người xong Chú mới đưa tay lên mặt Chú cào cái mặt của chú Chú cào tới đâu là da mặt của chú Nó tróc, nó lỡ, nó trầy trụa Hai cái bàn tay của chú cào nát bấy khuôn mặt rồi ở đây gia đình cũng nhạo vô ngăn cản Nhưng mà chú đẩy ra Sau khi mà chú cào cái mặt máu me be bét rồi Chú mới đập cái đầu của mình Chú tự lấy cái tay Chú nhận cái đầu xuống Mà chú đập kinh 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 xuống cái bàn gỗ Là ở ngay chỗ cái lõm tráng đó, Nó bầm tím Rồi máu me đang chảy ra ở chỗ đó Nhìn cái mặt của chú nó sưng húp lên hà Chú đập một hồi chú dừng lại Chú ngửa cái đầu lên nhìn mọi người Thì lần này cả nhà lại thêm một cái phen sợ nữa Máu tự trên đầu của chú thì nó chảy dài chảy dài xuống Mà khuôn mặt bị cạo nhìn máu me không Nhìn chú giống như là mấy con zombie ở trong mấy bộ phim kinh dị á Chứ không có còn là con người nữa Nhìn chú ghê lắm Chú mới nhìn mọi người hèn Chú phát ra cái âm thanh Gừ 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 gừ, gừ. Khi mà chú nghiến răng chú ngự á Là cái môi của chú nó giật 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 Chợt ngay lúc đó là chú mới nhạo lại Chú cắn mẹ của chị Dân Tại vì mẹ của chị Dân hồi đó là đứng gần chú nhất Chú chạy lại chú cắn lấy cái tay của mẹ Chú cắn mà cái tay của mẹ xuất nguyên một cái lẩm thịt bự chà bá luôn Ở ngay chỗ mé bắp tay nè Khi mà cắn đứt cái lẩm thịt đó rồi á Là cái người của chú á Máu me không Mà ở trên miệng vẫn còn nhai cái miếng thịt của mẹ Hồi nãy vừa mới xé ra Chú nhai ngáo 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 Mà chú nhìn mọi người cái miệng của chú thì nhai sớt lên một hồi sau khi mà bình tĩnh lại, ba của chị Dân mới chạy lên trên cái bàn. Ở trên bàn thờ thì ba có một cây roi này, do được một cái ông thầy lỗ ban đó tặng. Ba mới rút cây roi lại quất lên trên người của chú Tài quá trời luôn. Đánh chú Tài một hồi thì chú Tài gầm gừ, chú Tài còn chống trả lại nữa. Quất được mấy cái chú Tài ngã ra xỉu. Sau khi mà chú Tài xỉu á, là cả nhà cũng đưa chú Tài với đưa mẹ lên trên bệnh viện Đưa mẹ lên trên bệnh viện là mai lại mấy mũi luôn Cho mẹ bị cắn mất nguyên của lẫm thạch bự chà má vậy nè Còn chú Tại cái đầu của chú thì bị thương Mặt mày thì cũng chảy rủa máu không Đưa lên trên bệnh viện người ta còn ngỡ ngàng Hỏi chú Tài này bị cái gì vậy Gia đình không biết trả lời sao trơn Đưa mẹ đi bệnh viện rồi Về nhà ba thích cái mình lắm Ba mới lôi cái tiêu bản của con cáo đỏ kia ra Ba chăm lửa đốt khi mà lửa nó đang cháy ngụm ngục á, là cả gia đình của chị Dân đều nghe thấy cái âm thanh la hét. Cái tiếng kêu nghe rên rỉ dữ lắm, phát ra từ trong cái đống lửa đó. Sau khi lửa cháy hết rồi thì cái tiêu bản này cũng không còn gì hết, chỉ là một cái đống tro tàn thôi. Nhưng mà sau đó sức khỏe của mẹ chị Dân thì càng ngày càng yếu, sức khỏe nó xuống cấp dữ lắm. Đưa lên trên bệnh viện khám mấy lần tưởng là cái chết thương này nè nó hành mẹ khiến cho mẹ phải bệnh sốt đưa lên trển người ta cũng cho uống thuốc kháng sinh rồi cho uống thuốc đủ thứ hết á cũng có tiêm chích vô nữa nhưng mà mẹ không có đỡ chỉ có tầm một tuần thôi mà mẹ xuống sắc dữ lắm hai con mắt của mẹ thấy hồi nào cũng cứ quần quần đỏ lên và mẹ ho rất là nhiều người của mẹ thì rút lại nữa không biết là mẹ bị cái gì những người trong dòng họ mới kêu đâu là đi tới nhà của mấy ông thầy á coi thử coi tình hình như thế nào chứ đi bệnh viện cám không có ra rồi được những người trong dòng họ giới thiệu gia đình của chị dân cũng tìm tới được một cái người thầy sau khi mà coi á ông thầy ông nói là hiện tại á là có những cái dông của mấy con động vật á nó đi theo mẹ của chị dân nè do ở trong gia đình của chị dân á chỉ có ba người thôi mà ba của chị Dân với chị Dân là hai người tuổi với mạng lớn quá Mấy con động vật nó theo không có được Chỉ có duy nhất ở trong nhà là mẹ của chị Dân Là cái người có mạng yếu nhất Nên là mấy cái dông con động vật kia nó đi theo nó ám mẹ Nghe vậy là cả nhà của chị Dân cũng hết hồn Nhưng mà nghĩ cũng đúng Ở trong nhà của chị không chỉ là treo tiêu bản của một cái con động vật là con cáo đỏ đâu nào là treo đầu con nai đậu con khỉ rồi treo mấy cái bàn tay của con gấu rồi treo mấy cái ngà voi nữa rồi sừng tê giác cũng có luôn sau nhiều lần mà mua riết ở nhà của chị treo cả đống khi mà mua những cái đó ba của chị nghĩ là cắt vô nhìn thấy cái này sẽ biết được gia đình của mình nó quyền thế như thế nào rồi nghe theo những cái người bán ta giới thiệu Nếu mà mình treo cái này trong nhà Sẽ có tác dụng gì, tác dụng gì Cho tới cái ngày hôm nay Không có nghĩ là Chính vì cái đam mê sưu tầm đó của ba Mà những cái dông hồn của mấy con động vật kia Đã theo mẹ của chị dân Và ám mẹ Để cho mẹ phải bệnh tật như vậy Gia đình nghe sợ dữ lắm Hỏi ông thầy là có cách nào giải quyết hay không Thì thầy mới nói là Thôi qua ngày mới á kêu gia đình là chuẩn bị đồ cúng vậy đó vậy đó thì thầy sẽ tới để mà làm nghi thức siêu độ cho những cái con động vật kia và sẽ đốt bỏ hết những cái tiêu bản động vật đó cái gì có thể đốt thì sẽ đốt hết luôn chứ không có giữ lại chứ nếu mà còn giữ lại á giông hồn của tụi nó vẫn không chịu đầu thai thì sẽ đi theo trong gia đình của chị dân và tìm cách hại gia đình nữa xong hen nghe theo lời của ông thầy qua ngày hôm sau gia đình cũng chuẩn bị một cái mâm đồ cúng rất là thịnh soạn mà cúng trái cây này kia nhiều dữ lắm sau khi mà dọn đồ cúng ra ông thầy ông tới ông cúng ông cúng đồ ông tầm khoảng tiếng mấy gần hai tiếng á xong rồi thì ông thầy mới lôi những cái phần tiêu bản đó ra và đốt hết vừa đốt mà ông thầy cũng vừa đọc nhẩm 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 trong miệng cái gì đó ba của chị dân á mặc dù rất là tiếc bởi vì những cái phần đó mua cái nào cũng mắc hết trơn á mà giờ đem đi đốt vậy Không có khác gì đốt tiền hết Nhưng ba của chị cũng đành phải đốt thôi Chứ nếu mà còn giữ lại Không biết sức khỏe của mẹ sẽ như thế nào Sau cái ngày cúng hôm đó Là mẹ sức khỏe của mẹ đỡ hơn rất là nhiều Mẹ từ từ khỏe lại Mẹ ăn được ngủ được rồi dần dần là sức khỏe của mẹ cũng hồi phục luôn. Thì mẹ mới nghĩ đúng thiệt là do những cái vong hồn của mấy con động vật này nè nó theo nó ám mẹ hèn chi mà trong cái lúc mà một tuần trước á mẹ cứ thường xuyên nghe thấy những cái âm thanh của mấy con động vật như mẹ đang ở trong sở thú á rồi mẹ ngủ mẹ nằm mơ là mẹ bị mấy con động vật đó ăn thịt cũng có rồi bị mấy con đó đạp chết hút chết cũng có mẹ cứ nằm mơ những giấc mơ ghê lắm từ sau cái lần đó là gia đình của chị Dân bắt đầu là hướng Phật nhiều hơn, tịnh tâm, đi chùa với lại là đi phóng sinh, đi từ thiện nhiều hơn để bỏ đi cái phần nghiệp lúc trước. Rồi ba của chị cũng bỏ hẳn luôn cái đam mê sưu tầm những cái món động vật đó. Và chắc cũng nhờ như vậy gia đình của chị Dân á, sau này á, không có còn gặp những cái hiện tượng đó nữa. nữa người chú của chị dân từ cái lần mà bị ma nhập đó xong rồi biết về câu chuyện của nhà chị dân chú cũng bỏ luôn mấy cái món đồ mà lúc trước chú mua về chú cũng sưu tầm giống như nhà của ba chị dân nè chú tại ông cũng đem ông bán hết những cái món đó sau khi bán xong thì chú cũng thường xuyên là mua cá phóng sinh rồi mua chim phóng sinh thường xuyên đi rồi giúp đỡ người khác lắm bắt đầu là làm từ thiện nhiều hơn và đây là toàn bộ cái câu chuyện thứ ba mà Như được chị dân kể lại cho Như kể về sự kiện của chính gia đình chị đã từng trải qua như vậy. Và mình cũng nghĩ những cái con động vật cái nó cũng có cái phần linh hồn của nó riêng mà hiến quý vị. Như thấy là cũng có nhiều người có cái đam mê sưu tầm mấy cái phần tiêu bản của mấy con động vật vậy lắm đó quý vị. Như thì Như không có dám kể là ai như vậy nhưng mà Như cũng có vài người là chuyên gia mua mấy cái tai con gấu đem về ngâm rượu rồi mật gấu này kia mình cứ tưởng tượng mình là con người thì mình quý mạng sống như sao mấy con động vật nó cũng muốn được sống vậy con người của mình nhiều lúc cũng tàn bạo quá quý vị thôi đây là câu chuyện cuối cùng rồi câu chuyện này tới đây cũng đã khép lại trong cái tập truyện ngày hôm nay như cảm ơn quý vị rất là nhiều chị đã dành thời gian để lắng nghe nếu quý vị ông bà cô chú mình có những câu chuyện á, quý vị cứ việc gửi lại cho Như thông qua Zalo, Facebook và Gmail, chứ để bên dưới phần mô tả. Như mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối nghe chuyện thiệt là vui vẻ và thư giãn, sau đó mình sẽ có một giấc ngủ thiệt là ngon. Bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở tập sau. Xin chào tạm biệt, bye bye quý vị nghe, bye bye.